Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, sau những ngày không khí lạnh di chuyển xuống phía Nam, thì trong ngày hôm nay, các tỉnh khu vực miền Bắc đã nằm sâu trong khối không khí lạnh khô nên trời phổ biến ít mưa. Tuy nhiên thì nền nhiệt vẫn còn duy trì ở mức thấp với nhiệt độ về đêm và sáng sớm chỉ dao động từ 13 đến 16 độ. Một số nơi thuộc vùng núi cao còn có nhiệt độ chỉ từ 3 đến 6 độ, trời rét buốt. Đến trưa, nền nhiệt có tăng dần nhưng nhiệt độ cao nhất trong ngày vẫn ở dưới mức 20 độ. Tại các tỉnh thành miền Trung thì không khí lạnh kết hợp cùng với các điều kiện địa hình tiếp tục gây ra mưa rào và dông mạnh cho toàn khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, có nơi còn xảy ra lượng mưa vừa đến mưa to. Trời vẫn còn rét ở phần phía Bắc với nền nhiệt duy trì ở mức thấp. Đối với các tỉnh thành miền Nam tuy nằm xa ảnh hưởng của khối không khí lạnh nhưng ảnh hưởng khuếch tán của khối khí này cũng khiến cho thời tiết tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có xáo trộn đôi chút. Một vài nơi vùng ven biển Nam Bộ cũng có mưa rào, các khu vực khác trời vẫn khá tạnh ráo và nền nhiệt trên toàn khu vực vẫn duy trì ở mức cao. Về tình hình thời tiết trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên tại khu vực phía bắc của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Hoàng Sa, có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Định cho đến khu vực Cà Mau, khu vực giữa và phía nam của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Trường Sa, có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, biển động. Dự báo trong 24 giờ tới, khu vực Bắc Bộ tiếp tục nằm sâu trong khối không khí lạnh, có cường độ ổn định và đang suy yếu dần nên trời tiếp tục ít mưa nhưng còn rét buốt. Rét đậm rét hại vẫn xảy ra ở vùng núi với nhiệt độ thấp nhất trong đêm nay và sáng mai vẫn dao động phổ biến dưới 16 độ, có nơi nhiệt độ tiếp tục ở mức dưới 8 độ. Còn tại khu vực đồng bằng Trung Du thì nền nhiệt có cao hơn đôi chút. Đến trưa trời có khả năng hửng nắng nhẹ nên nhiệt độ có phần tăng nhẹ so với 24 giờ trước và dao động phổ biến từ 17 đến 21 độ. Sau những ngày mưa liên tục thì trong ngày mai, khu vực Trung Bộ, mưa vẫn tiếp tục được duy trì nhưng sẽ giảm dần về lượng và phạm vi mưa cũng thu hẹp hơn. Nhiệt độ trên toàn khu vực cũng tăng chậm dần. Tuy nhiên ở khu vực Bắc Trung Bộ trời còn rét với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến dưới 22 độ. Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục là nơi có thời tiết lý tưởng nhất cả nước, tiết trời tiếp tục duy trì trạng thái ít mưa và có nắng cả ngày. Đồng thời do ảnh hưởng khuếch tán của khối không khí lạnh cùng với yếu tố địa hình nên tại khu vực Tây Nguyên có một ngày lễ Noel với tiết trời khá thú vị, trời rét từ đêm đến sáng sớm với nhiệt độ cũng ở mức thấp dưới 20 độ, nhưng đến trưa nắng ấm lại xuất hiện, đưa nền nhiệt độ ban trưa lên mức 25-28 độ. Tại khu vực Nam Bộ tuy không có thời tiết thú vị như tại Tây Nguyên, nhưng thời tiết cũng rất thuận lợi cho hoạt động vui chơi ngoài trời nhân dịp nghỉ lễ Noel. Và sau đây là dự báo chi tiết cho các khu vực trong ngày mai 25 tháng 12. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa một vài nơi, sáng sớm có sương mù, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ. Tại khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa nhỏ ở một vài nơi, sáng sớm có sương mù, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 20 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ, vùng núi có nơi chỉ từ 7 đến 9 độ. Khu vực thủ đô Hà Nội và vùng lân cận, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù ở một vài nơi, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 20 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ trời nhiều mây, có mưa ở một vài nơi, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ. Tại khu vực Trung Trung Bộ trời nhiều mây, có mưa rải rác, gió đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ, phía nam từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ. Khu vực Nam Trung Bộ, mây thay đổi, có mưa một vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Tại khu vực Tây Nguyên, mây thay đổi, có mưa một vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc mạnh cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ. Khu vực Đông Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ. Khu vực Tây Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa một vài nơi, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Phần cuối của bản tin là dự báo thời tiết cho khu vực Biển Đông. Tại quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông ở một vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ. Tại quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6, biển động, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết cuối ngày hôm nay. Chúc quý vị có một giấc ngủ ngon. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.